Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 38, phẩm thập địa thứ 26. Thứ bảy, viễn hành địa. Bấy giờ thiên chúng lòng hoan hỷ, giải báu thành mây trụ trong không, khắp phát đủ thứ âm thanh hay, nói với bậc tối thắng thành tịnh. Lúc đó các thiên chúng ở trong pháp hội, trong tâm của mọi người đều tràn đầy sự hoan hỷ, bèn giải xuống các thứ châu báu ở trong không, kết thành vầng mây sáng chói rất đẹp. Các vị đó khắp phát ra đủ thứ âm thanh hay, nói với Đức Phật bậc thù thắng nhất, thành tịnh nhất. Tấu đà thắng nghĩa trí tự tại, thành tựu công đức trăm ngàn ức. Hoa sen trong đời không chấp trước, vì lợi quần sinh nói hạnh sâu. Đức Phật thấu đà tất cả nghĩa đế thù thắng nhất, lại có trí huệ tự tại, thành tựu công đức trăm ngàn ức. Đây có thể ví dụ là một đóa hoa sen lớn trong loài người. Hoa sen sinh ra từ trong bùn mà không nhiễm, cũng không vướng nước. Đức Phật không chấp trước bất cứ điều gì, chỉ vì muốn lợi ích chúng sinh mới diễn nói pháp môn thâm sâu vi diệu này. Tự tại thiên vương ở trong không phóng đại quang minh chiếu thân Phật, cũng giải mây hương thơm tối thượng, khắp cúng bậc dứt ưu phiền não. Đại tự tại thiên vương cũng ở trong hư không phóng ra đại quang minh chiếu đến thân Phật, lại giải xuống hương thơm tốt đẹp nhất kết thành mây ở trong hư không. Tất cả đều dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, bậc chẳng còn sầu lo phiền não. Bấy giờ thiên chúng đều hoan hỷ, đều phát tiếng hay cùng khen ngợi. Chúng tôi nghe công đức điện này, thời là đã được lợi lành lớn. Lúc đó, đại tự tại thiên vương và thiên chúng ở trong hư không giải hoa giải hương thành mây, phóng quang minh chiếu đến thân Phật. Dạ ma thiên vương và thiên chúng cũng rất hoan hỷ, nên đại chúng dị khẩu đồng thanh cùng phát ra tiếng tốt đẹp để khen ngợi Đức Phật, nói: chúng tôi đang nghe đến pháp môn địa thứ sáu hiện tiền địa, thật là bất khả đa đắc. Vì đây là căn lành công đức của các đại Bồ Tát phát đại tâm và đại nguyện lực tu hành mà khiến cho chúng tôi nghe được rồi, cũng đắc được đại thiện nghiệp và lợi ích, khiến cho chúng tôi minh bạch phải sớm giác ngộ, bỏ mê về với giác. Thiệt nữ lúc đó tâm vui mừng, cùng tấu âm nhạc trăm ngàn thứ, đều do thần lực của Như Lai, trong âm cùng vang lời như vậy. Lúc đó trong tâm của các thiên nữ cũng đặc biệt hoan hỷ vui mừng, cùng nhau tấu lên ngàn vạn thứ nhạc trời để biểu thị trí tâm cúng dường chư Phật. Cảnh tượng đó đều hoàn toàn nhờ đại oai thần lực của Phật. Trong tiếng nhạc và tiếng ca đó, mọi người không hẹn mà cùng nhau sướng lên lời ca giống nhau, khen ngợi công đức vô thượng của chư Phật. Oai nghi tịch tĩnh không ai bằng, điều phục hết thảy đời đáng cúng, đã vượt tất cả các thế gian mà vào thế gian xiển đạo màu. Oai nghi của Phật là tử tường, khiến cho người kính sợ. Trong sự tịch tịnh trải lộ ra hòa mục, khiến cho người thấy rồi sinh ra tánh hâm mộ. Trong thế gian không có người nào có thể sánh với Đức Phật. Có những chúng sinh can cường có điều phục, họ vô minh ám chướng quá nhiều, đối với sự lý chẳng minh bạch, đối với người cống cao ngã mạn thấy mình rất cao. Một khi gặp được bậc thiện tri thức hiểu chút sự lý, ngược lại càng thêm ngạo mạn. Tóm lại, loại chúng sinh này có các thứ chướng ngại khiến cho họ không dễ gì tự tại buông bỏ được, phá chẳng được chấp trước của chính mình. Đức Phật đối với những chúng sinh can cường đáng thương xót này, dùng trí huệ vô thượng và các thứ pháp môn phương tiện khéo léo để điều phục, giáo hóa, dẫn dắt họ đi trên con đường lớn sáng suốt. Do đó, chúng sinh trên thế gian đều phải tôn kính cúng dường Đức Phật. Đức Phật là sư biểu của trời người, phước huệ đầy đủ, giác hạnh viên mãn, tất cả đều đã vượt qua phàm thánh. Nhưng lòng từ bi của Đức Phật như biển cả, chưa từng xả bỏ chúng ta, tùy thời đều vì chúng sinh trong biển khổ, tuyên dương họ làm thế nào được vô thượng diệu pháp, để khổ được vui. Tùy hiện đủ thứ vô lượng thân, biết mỗi mỗi thân không chỗ có, khéo dùng lời lẽ nói các pháp, không chấp tướng văn tự âm thanh. Tuy nhiên Đức Phật hiện đủ thứ, nhiều vô lượng không thể đếm được hóa thân khác nhau để giáo hóa chúng sinh. Nhưng Đức Phật không chấp vào những thần đó, vì Đức Phật biết tất cả cuối cùng đều là hư vọng không thật. Đức Phật biết rất rõ căn tánh của chúng sinh, Ngài biết vận dụng lời lẽ khéo léo và pháp môn phương tiện kết hợp với căn cơ của chúng sinh, đối với chúng sinh diễn nói các pháp. Đức Phật vì giáo hóa chúng sinh dùng đủ thứ lời lẽ, đủ thứ văn tự, đủ thứ âm thanh, đủ thứ hóa tướng. Tuy nhiên như vậy, Ngài cũng chẳng chấp trước vào lời nói, lời dạy và giả tướng của văn tự âm thanh. Qua đến trăm ngàn các cõi nước, dùng đồ thượng hạng cúng dường Phật, trí huệ tự tại không chấp trước, không sinh khởi tưởng cõi Phật ta,
Đức Phật giáo hóa chúng sinh không giới hạn một cõi nước, Ngài trải qua khắp trăm ngàn ước cõi nước giáo hóa chúng sinh. Đại Bồ Tát hành Bồ Tát đạo cũng đến trong ngàn ước cõi nước để gần gũi Phật. Bồ Tát dùng các thứ đồ thượng hạng cần dùng hàng ngày cúng dường mười phương chư Phật. Trí huệ của Phật và Bồ Tát đều đã đạt đến cảnh giới tự tại không chấp trước, cho nên các ngài chẳng có giới hạn cõi nước của tôi và cõi nước của bạn. Chư Phật là một thể, cõi nước của chư Phật chẳng phân chia đó đây, chẳng có sự khác biệt. Do đó Đức Phật không sinh khỏi tư tưởng kêu chúng sinh đến nước của tôi. Tùy xiềng giáo hóa các chúng sinh mà không có các tâm đó đây, tùy đã tu thành thiện rộng lớn mà nơi pháp lành không chấp trước. Tùy nhận Đức Phật luôn luôn giáo hóa chúng sinh, nhưng trong tâm nghĩ như vậy: tôi khiến tất cả chúng sinh được diệt độ mà không một chúng sinh được diệt độ, nghĩa là không chấp vào tướng. Đức Phật chẳng có tâm phân biệt, bạn là chúng sinh, tôi là Phật. Tuy nhiên biết mình đã tu thành căn lành và công đức rộng lớn mà đối với pháp lành của mình tu không sinh tâm chấp trước. Vì thấy tất cả các thế gian, lửa tham sân si thường thiêu đốt, nơi các tưởng niệm thầy đều lìa, phát khỏi đại bi sức tinh tấn. Đức Phật thấy hết thảy chúng sinh trên thế gian từ vô lượng kiếp đến nay, thường bị lửa tham sân si thiêu đốt, che lấp đi chân tánh vốn có. Tại sao phàm phu không dễ gì tu thành Phật quả? Vì bị thiêu đốt mê hồ, ở trong lửa dữ bà độc thoát chẳng được. Nếu tiêu diệt được lửa dữ bà độc gần gũi Phật, xin tu giới định huệ bà học vô lậu, đắc được bà học mát mẻ, thì sẽ thành Phật đạo. Phải lìa khỏi tâm si vọng tưởng, cuồng tâm dã tánh, bỏ vọng về chân, phát tâm đại bi vô lượng, dũng mãnh tinh tấn, chuyên cầu Phật đạo. Tất cả chư thiên và thiên nữ cúng dường đủ thứ khen ngợi rồi, đồng thời đều cùng đứng yên lặng chiêm ngưỡng nhân tôn nguyện nghe pháp. Hết thảy thiên vương của các cõi trời, thiên chúng và thiên nữ giải hoa giải hương tấu nhạc trời, ca tụng khen ngợi và dâng cúng đủ thứ đồ thượng hạng rồi. Mọi người đồng thời cung kính yên lặng, mắt không nháy chiêm ngưỡng Đức Phật tối tôn quý trong loài người, hy vọng tiếp tục nghe Đức Phật nói pháp. Giờ giải thoát nguyệt lại thỉnh rằng: các đại chúng đây tâm thanh tịnh, các hạnh tướng trong địa thứ bảy, xin mong Phật tử hãy tuyển nói. Lúc đó Bồ Tát giải thoát nguyệt lại hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh pháp nói: các đại Bồ Tát trong pháp hội này đều đã hoàn toàn thanh tịnh, chẳng có tơ hào tâm vọng tưởng, đang đợi nghe diệu pháp địa thứ bảy trong thập địa. Tại địa thứ bảy phải tu hành như thế nào, tu những pháp môn gì, những cảnh giới đó ra sao, có những tướng trạng gì, hy vọng đại đệ tử của Đức Phật Bồ Tát Kim Cang Tạng xin ngài tiếp tục vì đại chúng diễn nói. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt rằng: Phật tử, đại Bồ Tát này đầy đủ hạnh địa thứ sáu rồi, muốn vào viễn hành địa thứ bảy phải tu mười thứ phương tiện huệ, phát khởi đạo thù thắng. Khi Bồ Tát giải thoát nguyệt hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh pháp rồi, thì Bồ Tát Kim Cang Tạng liền tiếp thọ sự thỉnh cầu của ngài nói: các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tích tập đủ thứ căn lành, tu hành viên mãn địa thứ sáu rồi, lại tiếp tục tu hành địa thứ bảy viễn hành địa, thì phải tu tập mười thứ phương tiện trí huệ. Mười thứ phương tiện trí huệ này sẽ phát khởi sự thấu hiểu thâm sâu đối với Phật pháp, đối với tất cả pháp hữu vi, càng nhận thức triệt đề mà xả bỏ sự chấp trước, tâm từ bi đối với sự giáo hóa chúng sinh càng thâm thiết, rõ pháp tánh không mà hay tùy thuận ý giải của chúng sinh, phát khởi trí huệ thủ thắng, phương tiện khéo léo nhậm vận hành sự. Những gì là mười đó là: tùy khéo tù tàng muội không vô tướng vô huyện mà từ bi chẳng bỏ chúng sinh, tùy được pháp bình đẳng của chư Phật mà thường ưa thích cúng dường Phật, tùy vào môn quán không trí mà sinh tích tập phước đức, tùy xả lìa ba cõi mà trang nghiêm ba cõi, tùy thúc giáo vắng lặng các lửa phiền não mà hay vì tất cả chúng sinh khởi diệt lửa phiền não tham sân si, tùy biết các pháp như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như lửa ngọn, như biến hóa, như chẳng dưới nước, như hình trong gương, tự tánh không hai mà tùy tâm tạo vô lượng nghiệp thiện khác biệt. Tùy biết tất cả cõi nước giống như hư không mà hay dùng diệu hạnh thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật. Tùy biết pháp thân chư Phật bổn tánh không thân mà dùng tướng tốt để trang nghiêm thân Phật. Tùy biết âm thanh chư Phật tánh không vắng lặng không thể nói mà hay tùy tất cả chúng sinh phát ra đủ thứ âm thanh tịnh khác nhau. Tùy tùy chư Phật rõ biết ba đời chỉ là một niệm mà tùy chúng sinh ý hiểu phân biệt, dùng đủ thứ tướng, đủ thứ thời, đủ thứ kiếp số mà tu các hạnh. Bồ Tát dùng mười thứ phương tiện huệ như vậy phát khởi hạnh thủ thắng,
từ địa thứ sáu vào địa thứ bảy. Khi vào rồi, hạnh này thường hiện ra ở trước, tên là trụ viễn hành địa thứ bảy. Những gì là 10 thứ phương tiện trí huệ, tức là: một, tuy nhiên Bồ Tát biết tất cả đều là không, tất cả đều là vô tướng, tất cả đều là vô nguyện. Ba thứ tam muội không vô tướng vô nguyện này, tuy Bồ Tát đã thâm nhập vào trong tam muội giải thoát này, nhưng Ngài vẫn phải phát tâm đại từ bi để giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, dùng từ bi hỷ xả bốn tâm đại từ bi vô lượng, không bỏ một chúng sinh nào. Có những người không tin Bồ Tát trợ giúp người, vì họ chẳng thấy được sự thật hiển hiện, phải biết Bồ Tát trợ giúp người mà chẳng cầu báo đáp. Nếu Bồ Tát không trợ giúp chúng ta thì e rằng thân người này cũng khó đắc được. Làm thế nào để thấy được? Giống như chúng ta có thể một niệm hướng thiện, biết được không làm các điều ác, biết sợ nhân quả, đó tức là Bồ Tát làm ảnh hưởng chúng ta trong vô hình, giáo hóa chúng ta. Hai, Bồ Tát trải qua kiếp số tu hành vốn đã chứng được trí huệ, pháp lực và thần thông bình đẳng với Phật, nhưng Ngài vẫn muốn cung kính cúng dường ba đời chư Phật. Ba, tuy Bồ Tát đã vào pháp môn trí huệ quán không, biết rõ các pháp đều không, nhưng Ngài vẫn luôn luôn tu tập đủ thứ phước đức căn lành. Bốn, Bồ Tát vốn sớm đã vượt qua ba cõi, sớm đã lìa khỏi dục niệm, nhưng Ngài vẫn làm công đức lành không ngừng, dùng để trang nghiêm ba cõi. Năm, Bồ Tát đã diệt trừ tất cả lửa phiền não, nhưng Ngài vì giáo hóa chúng sinh vẫn sinh một chút diệt lửa ba độc. Sáu, tùy Bồ Tát biết tất cả pháp hữu vi trên thế gian như huyễn, như cảnh mộng, như hình bóng, như tiếng vang, như lửa ngọn, như biến hóa, như tràng giấy nước, như hình bóng trong gương, những thứ đó đều là hư vọng, là giả. Phật tánh của mình chẳng có hai, mà có thể tùy theo tâm từ bi vốn có tạo đủ thứ nghiệp thiện khác nhau. Bảy, tùy Bồ Tát biết tất cả cõi nước của chư Phật cũng giống như hư không, khống, xính.